Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được cái gì ở dưới nghe rõ không? Ngày hôm nay có một vị trong cái buổi trình pháp á, nói về trình về vấn đề tiếng động. Đây là một cái câu chuyện mà nó xảy ra rất là thường xuyên trong khi mà chúng ta sống trong tập thể như thế này. Thì cái vị đã nói rằng là mà sắp xếp chùa sắp xếp cho cô ngủ gần cái cô cái ngáy dữ quá. Mình ngủ gần cái loa đó, quý vị thấy cũng khổ ghê lắm, trong phải chơi đâu. Thì trong này tâm nó bực bội, nó khó chịu. Ngủ gì mà ngáy dữ vậy, không cho ai ngủ hết trơn. Rồi cô này cũng nói, trong tâm nó còn tới, cũng nói, bóp cổ bà cho bà nín. Khi mà cái tâm sân mình nó nổi lên, nó làm, nó suy nghĩ nhiều cái kiểu mà mình cũng không tin tưởng, mình cũng không tưởng nữa. Còn cái ông kia đó, ông ngồi cạnh bên Myanmar đó, ngồi cạnh cái ông nọ đó, rồi ông đó ở cũng vậy, bên này ngáy bên này ở, nói tôi tức quá, tôi nói lấy giải mà giọng hồng luôn cái cho chết. Ông nói đi tới thiệt á quý vị, nó đứng dậy thiệt á, đứng dậy rõ ràng thấy mình đứng dậy rồi cầm cái muốn lấy cái tấm vải chụp miệng ông kia, rồi nó thấy tội nghiệp quá. Để coi chút xíu rồi y làm xong rồi đó, rồi mình hỏi coi thử y có đau cái gì, mình cho vào viên thuốc uống cho nó yên ra rồi. Tâm nó nghĩ tới. Lát nghĩ mệt quá, thôi làm thân ngồi yên, duy trì chánh niệm cái yên. Quý vị thấy bây giờ có cái pháp hành nào mà nó xử lý được những cái trường hợp như vậy mà ngoài cái chánh niệm? Bởi vậy gọi là tu trong sinh hoạt hàng ngày là vậy đó. Có những cái trường hợp mà quý vị tránh không được, chạy không được, nó trước mặt nè, phải chịu thôi à. Thì bởi vậy đó mình phải tu trước để mình chuẩn bị. Những cái trường hợp đó mà mình phản ứng lên, mình làm những cái chuyện mình thấy nửa đêm nửa hôm mình chạy tới mình bóp cổ ông ta thì sinh ra nhiều chuyện, nó ghê gớm lắm. Thì hôm nay sư đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp khác, thì cái vị này cũng kể về, nói về tiếng động. Sư này thì nói một cái trường hợp nghĩa là không phải sư gây ra tiếng động, không phải là gì đây, một người nào gây cho sư tiếng động mà làm cho sư khổ, mà cái tiếng động này là tại vì sư sợ không dám gây cho người khác. Ông này cũng nói rằng là đó, tôi ở gần có một vị sư rất là lớn hạ, thì vị sư này là có một cái thói quen là hễ mà ai mà đi ra mà mở cửa đóng cửa mà làm mầm là sư lại sư la dữ lắm, sư không chịu. Sư ông sư này người Tây, năm mà sư gặp ông hơn sư cũng có chục hạ luôn á. Tu đâu không biết đâu, bên Thái mình ở đâu rồi, ông tu rất là nghiêm mật, phải nói vậy đó. Ông đi ngồi, ông siêng năng tinh tấn vô cùng, mà có cái ông nóng vô cùng trời đất. Thì sư hỏi, sư bỏ sư nói gần 30 mấy năm, mà mỗi cái chuyện cái tiếng động không mà sư xử lý không được, vậy thì 30 năm qua sư làm gì? 30 năm qua sư tu, sư nói sư ở trong rừng, như vậy là sư dính mắc cái sự yên tĩnh ở trong rừng. Do đó mà khi mà ra tiếng động sư chịu không được, mà làm sao mà sư nếu mà sư không chịu được tiếng động thì sư phải tiếp tục ở trong rừng, mà nếu mà sư chịu không được tiếng động thì sư phải tiếp tục tập thiền định, chứ còn tập tứ niệm xứ là phải đối đầu à. Nói bao nhiêu là ông cũng cãi như thế mà ông nói là ô ngào quá, tôi chịu không được. Bây giờ quý vị nghe cái sư này trình pháp này. Cách đây khá lâu, con ở cạnh phòng của một sư rất là cao hạ mà khó tánh, mà người Tây. Ông này đúng ra là người Tây mà gốc Ý. Vị này ưa cằn nhằn và đôi khi cãi cọ và nói rất là lớn tiếng đối những ai các vị sư ở chung cùng binh linh vô ra mà không nhẹ nhàng đóng cửa hay mở cửa. Vì con sợ vị sư này la, ông này hiền lành lắm, Việt Nam nhỏ chút xíu à, ông sợ lắm, nên vô ra con đóng cửa thật nhẹ nhàng, và trong khi làm như thế con duy trì chánh niệm. Bây giờ sợ quá rồi không biết làm sao, phải làm từ từ à. Thói quen tốt ấy vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Dù đã qua hai năm qua rồi, mỗi lần nhớ tới sư, con vẫn còn cảm ơn vị sư khó tánh ấy đã giúp con giữ gìn chánh niệm, thay vì làm như các vị sư khác là lấy plastic dán xung quanh cửa để cho nó khỏi ồn, cho nó khỏi cự giống gì hết trơn. Nhờ ông đó, ông la đó, mà tôi duy trì chánh niệm, tôi mở cửa tôi cũng chẳng có chánh niệm. Sống trong sinh hoạt hàng ngày này, quý vị thấy hồi nãy là mình ngủ mà bây giờ đây mở cửa này. Mới từ trước giờ tôi mở cửa tôi đâu có chánh niệm. Và bây giờ sợ ông kêu la quá, phải duy trì chánh niệm. Kéo cửa từ từ rồi duy trì chánh niệm, tôi sợ ông cự.
Khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, trường sư nói hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng, và cái này nó đến một cách rất là tự nhiên. Khi mà bạn có duy trì chánh niệm là bạn không giật cửa ầm ầm đâu, tự nhiên tới đó cái tay mình nó vừa phải, nó vừa đúng lúc đó, đóng cửa mở cửa. Đó là lý do tại sao mà mình tập trong sinh hoạt hàng ngày vậy đó. Quý vị để ý là mình ở đây yên ha, những cái người bên ngoài họ mới vô đó, họ rất là cái bằng là thô tháp trong cái hành vi cử chỉ, họ ăn uống, họ đi tới đi lui, họ sinh hoạt. Mình ở đây mình yên tĩnh, mình vắng lặng, mình đi nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù mình không muốn, mình không có cố ý, nhưng mà tự động nó làm như vậy bởi vì mình có chánh niệm. Còn khi mà cái người mà không phải là các bạn của mình, họ cũng là người tu vậy, nhưng mà ở trong cái môi trường không có chánh niệm, mà khi nó vô trong này hoàn toàn thấy nó khác à. Khi nếu bạn đã biết duy trì chánh niệm, bạn sẽ thấy rằng mình mở và đóng cửa một cách rất là nhẹ nhàng. Hễ có chánh niệm, lúc tay đụng vô chốt vặn là hành giả hiểu mình phải sử dụng bao nhiêu năng lượng để không làm ầm ầm như những người bình thường. Khi mình có chánh niệm, mình rờ vào đó là mình biết à, đóng vừa vừa thôi. Có một lần đó có một cái cô nói, tôi thấy khi mà người ta tu đó, mà mình làm ồn đó, là mình tạo nghiệp đó. Tại vì mình đóng cửa, mình mở cửa ầm 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 ầm, rồi mình di chuyển ghế là mình đi ầm ầm như vậy đó, mình tạo nghiệp. Thiền sư nói không, cái hành vi cử chỉ không tạo nghiệp, mà nếu mình tác ý mình làm đó, thì mới tạo nghiệp này. Mà cái lý do bởi vậy, vì vậy cô nói tiếp, vì vậy khi mà con đi lên trên thiền đường, con đi rất là nhẹ nhàng, hễ mà người ta đang ngồi là con không giờ dám ồn ào. Vì vậy, vì lý do tại sao? Bởi vì con sợ tạo cái ác nghiệp. Trong khi người ta đang ngồi, người ta đang hành thiền, người ta đang tu tập, mình lại mình phá, mình tạo ác nghiệp. Ông thầy sư nói cái đó không đúng. Suy nghĩ như vậy không đúng. Suy nghĩ không đúng là tại vì sao? Cái ác nghiệp nó tới do mình tâm mình cố ý. Ví dụ mấy bạn của mình ở ngoài họ mới vô chẳng hạn, hồi nãy sẽ lấy ví dụ chẳng hạn, họ không quen duy trì chánh niệm ở ngoài. Sinh hoạt ở ngoài đó rất là nhanh. Họ phải làm theo nhịp của đó, đến khi mình vô đây họ làm âm 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 âm, họ không tạo một ác nghiệp nào hết rồi, bởi vì họ không cố tình. Còn sở dĩ bạn đi lên trên thiền đường mà bạn thấy người ta tu, bạn giữ làm cho nhẹ nhàng, đừng có làm tiếng động làm cho động tới người ta, là cái tâm của bạn cái bằng quan tâm tới người tu. Bạn muốn người ta tu cho đàng hoàng tử tế, mình thiết tha cái sự tu tập, do đó người nào tu mình quan tâm tới họ. Ví dụ như mình thấy họ ngồi mà ví dụ lạnh, mình đóng cửa chẳng hạn. Hoặc giả là thấy mấy hít nó xuống, mình lên mình mở mấy hít để cho người ta ấm rồi chẳng hạn. Đây là những cái mối quan tâm của mình đối với người tu. Thế còn mình làm một cách vô tình đó, mình không có tạo ác nghiệp. Vì vậy sư này nói rằng tôi đóng cửa và mở cửa nhẹ nhàng bởi vì tôi sợ sư đó la. Và tôi cũng sợ ông đang ngồi thiền trong đó mà tôi đóng cửa mở cửa làm ung sùm để tạo ác nghiệp. Mà thật ra không phải. Nói như vậy không đúng. Bây giờ trở lại cái chuyện tương động. Khi nếu bạn mà duy trì chánh niệm thì đụng vào cái nắm cửa là bạn hiểu phải sử dụng bao nhiêu năng lượng, chứ không kéo vô kéo ra ầm ầm hoặc xô cửa như những người bình thường. Người ấy sẽ làm một cách vừa phải, nhẹ nhàng và không gây tiếng động mạnh. Cứ mỗi lần đóng hay mở cửa, nếu duy trì chánh niệm đúng mức, bạn sẽ tập được thói quen nhẹ tay không ầm ĩ. Ngay cả khi thất niệm, hễ đụng tay vào ổ nắm là chánh niệm tự động nó trở lại. Mình tập hoài thì tự nhiên nó có thói quen. Nó như sư nói đó, quý vị quen phòng xẹp là quý vị quen hơi thở, quý vị nhắm mắt cái tự nhiên quý vị vô trong hơi thở. Đây là cái thói quen của mình, cái đấy thói quen rất là tốt. Ví dụ những lúc mình đau ốm, bệnh hoạn, mình sắp chết rồi, vậy là mình nhắm mắt không à? Hay nhắm mắt mà mình nghĩ tới người này người kia là mình sẽ khổ. Tôi có một cái thói quen rất đều đặn là hễ vô nhà vệ sinh là tôi duy trì chánh niệm, bởi vì tôi chịu không nổi mùi hôi. Ông này cũng nói vậy đó. Thật sự á, ông nói hồi trước tôi không ưa cái mùi hôi, vì vậy mà bước vô tới nhà vệ sinh là cái thứ nhất, khi tôi nhìn cái gì là tôi phải chánh niệm. Còn thôi hễ ai mà để một đống đó là tôi khó chịu, tôi chịu không nổi. Rồi cái mùi hôi làm cho tôi bực bội, tôi cũng phải duy trì chánh niệm. Và từ từ cứ tôi duy trì chánh niệm hoài, quan sát cái tâm khó chịu hoài, tôi để ý rằng là do tại tôi phản ứng thôi. Tại tôi phản ứng với cái chuyện đó, cho thật ra cái mùi tự nó không có cái gì hết trơn à. Rồi ông nói tôi không tin tâm tôi nữa. Khi tôi vô cầu tiêu, tôi vô cái cầu tiêu mà hôi, tôi thấy tâm tôi nó ít phản ứng hồi trước. Trước tôi bực bội, tôi khó chịu lắm, tôi tông cửa tôi đi ra thì chẳng hạn, hoặc giả là tôi múc nước tôi dội, mình làm cái tâm sân á. Bây giờ thì nó bớt rồi,
nó nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà như vậy mà tôi cũng không tin tưởng. Tôi đi vô cái chỗ mà cầu tiên mà có voi để tôi coi thử làm sao. Nghe vậy bất ấn rồi. Thì khi mà cái tâm mà nó đã có sự chấp nhận chịu đựng thì vô những cái chỗ mà dơ dáng như nó cũng chấp nhận chịu đựng. Rồi ông nói rằng là tôi tập trong cầu tiêu thúi rồi tôi tại vô trong cầu tiêu mà năm sau nữa thâm lừng tôi coi thử cái tâm của tôi như thế nào. Bởi vì nếu mà mình tâm của mình nó quân bình ở trong cái chỗ dơ dáng nhấp nhúa thì nó vô trong cái chỗ mà sạch sẽ mà thơm tho nó cũng quân bình mà thôi. Còn khi mà mình phản ứng với cái cầu tiêu hôi thì mình vô cái chỗ mà thơm là mình thích lắm, cứ ngồi trong miết đọc báo à. Vì vậy mình muốn đo cái phiền não của mình á, thì mình lấy cái ngược đó lại để mình coi thử như thế nào. Vì vậy anh chị em thấy cái thuận cảnh là rất là nguy hiểm á. Mình sống ở xứ Mỹ này là thuận cảnh này, đủ hết trơn, thiếu cái gì hết trơn. Và còn mà mình đi tới xứ khác là mình sẽ thấy nổi một cái tấm đất nóng không là mình thấy đủ dính vào nó này. Sư gặp một ông sư đó, người không biết người xứ nào, chắc Mỹ qua sư nhớ, cầm Mỹ là Canada vậy đó. Ông nói, bây giờ nếu mà tôi đi về Mỹ, bây giờ sư biết tôi làm cái gì nữa. Việc trước tiên là tôi vô, tôi tắm nước nóng rồi đó. Trời sao tôi miss nó dữ quá. Bởi vì sao? Đối với tôi cái chuyện tắm nước nóng là cái chuyện bình thường. Theo ai mà cho tắm nước nóng là cái chuyện mà kêu bằng là mà một cái sự xa xỉ, một cái luxury. Mà đi qua, quý vị đi qua các xứ Á Châu đâu có máy nước nóng đâu cho quý vị tắm đâu. Bây giờ bắt đầu có rồi, hồi trước đâu có. Trời nó lạnh, mình dội nước lạnh muốn ê người luôn à. Mà cũng phải chịu thôi à. Hoặc giả là nếu mà mình đau thì phải đi nấu nước mà tắm thôi, chứ không có ai giúp mình hết trơn. Có một sư Việt Nam hôm qua bên đó, ông mất thì giờ vì cái chuyện đó. Tắm là rất là lâu, mà tắm thì phải có nước nóng cho uống, trong khi bỏ gừng có đồ có trong nữa. Đấy. Những cái thói quen đó mình thấy là vô thưởng vô phạt, và hoặc giả là ở xứ Mỹ nó có sao đâu. Vậy mà khi mà đi ra tới nước ngoài mình mới thấy thì những cái thói quen nào mà mình có rồi mà đến khi mà mình không lưu ý đó, ngược trở lại một cái là tâm mình nó phản ứng là nó khó chịu vô cùng. Trở lại vấn đề tiếng động, tôi hỏi bạn, bạn đi đâu mà không nghe tiếng động này? Nó ở khắp nơi, ngay cả ở trong rừng. Một lần tôi có dịp vô trong rừng, tôi tu không được bởi vì tiếng thác nó đổ mạnh dữ quá, tôi tu không được. Ông thầy này ông đã dẫm qua rất là nhiều đó, ông nói tự nhiên cái thác nó tiếng ầm 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 mà tu không được. Rồi có nhiều khi đi vô rừng nghe tiếng chim quạ kêu suốt ngày điếc tai à, tu cũng nổi. Mà không phải ông thầy nói mà sư nghe một vị đệ tử của ngài hòa thượng Tăng Pu Lu, ngài nói ông nói quý vị đừng có tưởng đi vô rừng là yên à. Vô rừng nó nhiều cái chuyện ghê lắm, nổi cái tiếng động không là đuối chết này. Rồi quý vị thấy ở xứ Mỹ này là máy bay rất là nhiều, bay khắp nơi, chỗ nào mà núi non cũng có máy bay hết trơn. Vì vậy bạn đi đâu mà không nghe tiếng động này? Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, tiếng động không làm mình bực, tiếng động là cái cơ hội tốt để mình tu tập. À, như trường hợp cái cô kia ngáy đó, nhờ ngáy vậy đó bây giờ mới tập được này. Mà bữa nào mà ngáy mà nghiến răng là chuyện khác nữa nghe. Giờ ngáy không là không có chi hết trơn, ngáy mà đôi khi nói nữa. À, sư nghe có một ông sư ông kể, ông nói là tôi đi tập khóa thiền với ngài Quân Ca, cái nó chỉ ở trong cái phòng nó với cái ông kia đó, ông ngáy. Mà ông ngáy mà ông nghiến răng mà ông nói nữa. Ông nói rủng rủng răng rạng mà thôi ông nói mình là mình yên. Ông nói cái ông nằm bên góc đó, ông nghe sao đó ông cũng trả lời theo nữa. Trời đất ơi. Cái bằng tân cổ gia viên đó. Trời đất ơi. À con ngủ nổi. Anh này nói, anh kia trả lời, anh này nói, kia trả lời. Mà sao mà thần giao cách cảm như vậy tôi cũng chẳng hiểu. một vị sư người Anh tới đây tập thiền. Đây là ông thiệt sư ông kể lại. Lúc bắt đầu ít mỗi mà rất ít nhà chỉ có một chỗ thôi. Thì bên Myanmar đó thấy trời nóng người ta mở cửa ra. Ta mở cửa ra thì có một cái móc để giữ cho gió nó khỏi đập vô. Thì khi mà móc vậy đó thì nó cái cửa nó đập vô, nhưng mà khi mà gió mà thổi đó, thì nó rung. Nó rung thì cái đồ mắt này nó cứa vào trong cái khoen á. Hay là kêu bút ít. Cái ông sư cái anh ông nói tôi cũng được, chắc tôi đi về quá. Tôi ngồi chỗ nào tôi cũng nghe bút ít hết trơn. Mà ông thần sư ông nói ủa, tất cả mọi người đều nghe tiếng kêu két mà không ai bực bội hết trơn á. Ông mới hỏi một cái ông khác, ông nói ông có bực bội với tiếng két đó không? Ông nói dạ không. Tại sao ông bực? Tôi nghe giống cái tiếng đàn violon.
Như vậy thì sao quý vị? Cũng một tiếp cận hết trơn, đi theo mình giải thích phải không? Mình giải thích cái cách này thì mình bực bội, mình khó chịu, còn mình chỉ thấy cách khác tâm của mình không bực bội. Như vậy thì mình thấy là cái chuyện là do mình, chứ không phải là do cái đối tượng bên ngoài. Rất là nhiều. Trong cuộc sống của mình là mình thấy vậy đó. Cũng là đối tượng đó đó, mà ba hồi mình thương, ba hồi thì mình ghét. Ba hồi mình giận, ba hồi mình không giận. Nó tùy theo cái tâm của mình. Quý vị thấy khi mà tâm mình mà có cái câu chuyện gì buồn đó, ai nói cái gì mình cũng muốn gây hết trơn à. Tại vì sao? Vì tâm đó là tâm sân mà. Tâm sân thì nó bực bội lắm. Nói cái gì nó cũng khó chịu hết trơn à. Còn khi mà nó thoải mái làm ăn được, hoặc giả là mà ở nhà không bị bà xã la rồi, thấy sợ tới rồi vui vẻ lắm, thấy ông kia vậy đó. Hiện mỗi bữa nào mà ông gọi bảo gọi là thế nào là bà xã ông ở nhà cũng trị tội ông rồi đó. Không biết nói chuyện gì rồi, ông chịu không nổi. Ông tới supervisor, ông tới ông làm ông rùm trong sở. Ông đó ông người Tây chứ không phải ông Mỹ. À, tới la ông rùm, ở nhà không biết có chuyện gì. Trở lại câu chuyện, cứ giữ chánh niệm hoài đi thì nó sẽ trở thành thói quen. Chánh niệm bây giờ sẽ trở nên tự động. Tôi khuyên hành giả nên làm như thế trong bất kỳ sinh hoạt nào, nhất là những chuyện lặt vặt mình làm mỗi ngày. Hãy làm đi rồi quý vị sẽ thấy. Đừng tìm cầu và mong đợi những kinh nghiệm tuyệt diệu, cao cả. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục đi, đến khi chánh niệm trở nên tự động. Hễ khi nào có sự tỉnh thức, có là tự nhiên, mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa có từng thấy. Ông nói người ta cứ suy nghĩ rằng là phải làm cái gì thì mới kinh nghiệm được những cái chuyện mà rất là tuyệt vời, mà ông nói không. Những cái kinh nghiệm tuyệt vời là bạn duy trì chánh niệm trong những cái sinh hoạt hàng ngày này. Làm những cái nhỏ nhỏ mà mình duy trì chánh niệm, tự nhiên mình hiểu rất là sâu sắc. Ví dụ như bây giờ mình thấy trường hợp một cái người mà nói rằng là bây giờ người ta ngồi, người ta nằm, người ta ngủ, mà ta ngáy là tâm tôi tự nhiên thoải mái à. Chỉ quan sát tiếng động thôi, thấy nó lên nó xuống, thì quý vị thấy một cái kinh nghiệm rất là nhỏ nhặt cũng giúp mình rất là nhiều, phải vậy không? Còn sư thấy có một lần đó, có một sư, ông kể sư, ông nói rằng là ông khi mà ông đi bác á, ông đi bác là ông rất là khó chịu, là tại vì sao? Tại vì có một cái ông đi trước là hôi nách quá, chịu không nổi. Ông đã hôi nách rồi này, xin lỗi cái miệng còn thúi nữa, hai ba thứ luôn. Mà sao ngộ nó nghe những cái người mà sư để ý mà cái có mùi hôi mà nặng đó, họ ước thích xích dầu xanh lắm. Dầu xanh mà không cái mùi hôi nữa, thôi cho nó thúi chịu không nổi. Khi nào quý vị về, nó bị cái thấm thiết. Mà sao mấy người đó họ ước xích dầu xanh quá à, họ quẹt khắp nơi à. Mùi dầu xanh của mùi hôi. Ông này ông nói, trời ơi sư biết sao không? Sáng hôm nay đó, chia phần cho tôi đi xa xong cái nổi đó, trời hôi quá tôi chịu không nổi. Tôi chạy lọt tọt ra phía sau, tôi đi, tôi nói, thầy cho tôi đi phía sau đi, tôi chờ ra phía sau cũng được. Ông trụ trì thấy tụi nó không được, đi lên ngồi, cũng đẩy tới ông đó nữa. Mà tất cả mọi người đều chạy ông đó hết trơn. ông đi đầu là tất cả mọi người sau là giả cái trơn, ông khú quá rồi đó. Mà đã có cái tật xong, làm như cái ông trời sinh sao đó, đã cái miệng thúi này, hôi nách thúi rồi, một hôi nách này, mà còn ư khạc nhổ nữa. Ông đi trước lòng không thét là mấy ông sao cũng sợ luôn đó. Cái quý vị biết ông kia ông trình pháp nói với ông thầy sư, ông nói sao không? Ông nói khi mà người ta xếp tôi sao, ông nói tôi nói 40 phút nữa thì chắc là tôi chết rồi. Mà hôm nay quên đem chai dầu theo, phải chỉ đem chai dầu theo yên, mình đâu có biết là họ chỉ cho mình đi sắp hàng theo cái ông này. Cái ông đi ông nói tôi đi sắp hàng theo ông đó là tôi đi bộ đi bác theo sao ông á. Bây giờ là tôi không cách gì được rồi. Nó sắp xếp rồi, vậy là phải đi vậy thôi. Chứ tăng người ta chỉ định mình phải đi. Thì ông nói là một điều là tôi thấy để ý là không phải lúc nào nó cũng hồi. Tôi nói 40 phút mà tôi đi sau với ông này là chắc tôi chịu không nổi, chắc là tôi té xỉu. Mà thật ra phải. Tại vì sao? Tại vì tùy theo cái gió à, nếu mà cái gió mà ngược như thế này chắc là điếc mũi à. Mà cái mà gió đi chỗ khác không hồi. Ông nói vậy đó. Ông nói khi mà gió đi chỗ khác tôi chăm mừng quá trời ổn đất à. Rồi khi mà nó quay trở lại là mình thấy lúc đó là khái niệm mà chánh niệm dữ. Rồi ông nói đi qua những cái chỗ mà phân bò, phân heo á, thì nó hôi hơn ác cái mùi hôi ông này à. Hoặc giả cái chỗ mà người ta nấu ăn chẳng hạn. Hoặc giả đi qua những cái chỗ mà người ta mới bãi tha ma mộ địa, người ta không ế ông sùm, thì cái mùi đó là còn nặng hơn mùi này nữa. Ông nói cuối cùng té là cái ý của mình mà thôi. Cái ID của mình là đi theo ông nội này là chắc chết. Mà thật ra ông chết chút nào hết trơn. Sống răng răng à.
Tại vì mình nghĩ là mình đi theo là mình chịu không nổi, nhưng mà khi mà mình để ý mình mới thấy rằng có những cái mùi mà còn tệ hơn cái mùi của ông này nữa. Do đó mình thấy thôi ok thôi à. Ông nói thật ra bây giờ đó, à, người ta sắp đi theo ông đó, người ta chạy trên con mình tôi đi theo ông đó đổi thôi à. Rồi cái ngáy cũng vậy, tôi gặp một cái anh ở trên San Jose, anh nói không ai mà dám vô nằm cái ông cùng phòng của ông đó hết trơn á. Có một cái anh ở trên San Jose đó, anh cũng ngáy dữ lắm, mà anh ngáy mà anh nghiến răng làm sùng mà. Mà cái ông đó là ông giáp vô ông ngủ đó, ông nói tôi ngủ thoải mái là bởi vì tôi quan sát cái tâm khó chịu tôi thôi. Chia phòng cho cái anh đó là không ai dám vô hết trơn, là vì anh ngáy mà anh nghiến răng làm dữ quá, tất cả mọi người ngủ nổi. Chỉ có cái ông đó là ông vô ông nói được. Thì cái bài trình pháp của một cái cô ngày hôm nay là làm trí nhớ cái câu chuyện ở San Jose cũng vậy đó. Anh quý vị thấy không? Những cái kinh nghiệm nhỏ nhặt như vậy đó, coi nó đơn giản mà nó bình thường, nó đời thường mà nó giúp mình rất là rất nhiều trong cuộc sống. Nếu như bây giờ trường hợp mà đặt quý vị, mà quý vị khi mà gặp một cái người nào đó mà quý vị nói quý vị chịu không nổi, quý vị tránh tránh, cuối cùng ngày nào quý vị mà phải đối diện người ta thì quý vị tin sao này? Thì lúc bây giờ là chỉ có một nước một cách, là nghĩa là phải duy trì chánh niệm thôi à. Quan sát tâm khó chịu mà thôi. Thì có một lần cái ông kia đó, ông tới ông gặp sư, ông còn nói mình thấy mình sợ, ông muốn chết. Ông nói sư lại đây, sư sám hối với tôi, sám hối tất cả hàng sư ngồi cái ké nhau. Trời đất ơi, mình ngồi gần ông là mình đã muốn nghẹt thở rồi. Thành ra sư ngồi sắp có gì mà cái đầu sư ba nè, ông dòm phương mắt, ủa sao sắp có sư dòm đi chỗ khác. Thôi bây giờ nói đắc nói tầm bậy tầm bạ thôi à, đừng tìm cầu, đừng mong đợi gì những kinh nghiệm tuyệt vời, hãy duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rút ra những kinh nghiệm rất là hay. Hễ khi nào có sự tỉnh thức, có sự chánh niệm một cách liên tục, tự nhiên trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc bây giờ sự hiểu biết sẽ tới và bạn sẽ thấy rằng có những cái mà từ trước bạn không ngờ mà bây giờ nó xảy ra cho bạn. Đừng có mong cầu gì cả, mong cầu làm cho sự thực tập nó nên khó khăn và vất vả. Thực tập đúng mức, có chánh niệm, giữ cố gắng cho liên tục, tự nhiên kinh nghiệm sẽ tới và chúng ta không cầu nó cũng tới. Biết như vậy mà nó làm có được đâu. Sư đọc cái bài này không biết bao nhiêu lần rồi mà chánh niệm của sư nó cũng lủng hoài. Chút cái nó quên, chút cái nó quên, chút nó quên. Thì ông nhắc nhở, ông nói kệ nó quên mình trở lại, nó quên mình trở lại, không sao hết trơn. Bởi vì cái tâm, cái thói quen của mình đâu có. Mình mà hễ mà mình nói chuyện là mình quên. Hoặc giả là mình internet chẳng hạn là mình quên. Lên đến đó là thôi, nó kéo cái tâm mình vô đó. Phim nào hay là cái chuyện gì hay là mình ham đọc là mình quên hết trơn. Vì vậy chánh niệm trong đời sống hàng ngày là cái chuyện rất là tốt đó. Làm được là tốt lắm mà không phải dễ làm. Thưa thiền sư, có phải vì vậy mà ông thường nhấn mạnh rất nhiều vấn đề duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày phải không? Đúng rồi, rất nhiều thiền sinh cứ nghĩ rằng ngồi thiền và đi nhiều sẽ kinh nghiệm nhiều chuyện tuyệt vời, đó là điều không đúng. Hòa thượng Webu Sayadaw, một vị hòa thượng người Myanmar, người ta nghĩ rằng vị này là một vị A-la-hán. Khi cho trình pháp, vị này chỉ hỏi hành giả một câu thôi, chánh niệm có liên tục hay không? Ngài khuyên chúng ta một câu rất ngắn gọn, Ngài nói, bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình, rồi thực tập hết lòng, tập luôn và không bao giờ nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Thì chỉ có cách mà tập như vậy đó, thì mới mới gọi là mới hiểu được thôi. Tức là mình tập mà không thối chuyển, mình duy trì chánh niệm liên tục đó, thì trí tuệ nó mới lên. Mà khi có trí tuệ rồi đó là mình mới là mình muốn tiếp tục mình đi nữa. Còn khi mình thực tập mà nó không có được hiểu cái gì hết trơn á, mình sử dụng tinh tấn không à, sử dụng tinh tấn một lát nó nản, nó chán lắm, mình muốn bỏ cuộc à. Một lần ngồi, một lần đi là mình thấy chán nản mệt mỏi lắm. Còn khi mà mình hiểu rồi đó thì tự nhiên mình cảm thấy thích thú. Hòa thượng Vibhu không bao giờ cho hành giả đi ngủ, bắt tập cả ngày lẫn đêm. Hành giả sơ cơ buồn ngủ quá, té ngã nghiêng trên thiền đường. Ngày này là dữ vậy đó. Người ta nói ngài này hồi xưa là một nông dân. Nông dân là một người đánh cá là sao đó không biết. Ngài không có biết chữ. Cái phương pháp của ngài tập tu tập đơn giản lắm. Đụng đụng hay biết, đụng hay biết, cứ vậy à. Làm cái gì cũng đụng hay biết, đụng hay biết. Vậy bị bao nhiêu thôi ra mà ngài tập hết lòng á. Người ta nói là ngài đắc đạo quả A-la-hán á. Đó là bây giờ nói về tiếng động. Như vậy thì quý vị thấy cái tiếng động tự nó là không có gì, nhưng mà tại vì mình khó chịu bực bội
Khi mà mình khó chịu bực bội rồi thì cái tâm của mình nó luôn luôn nó phản ứng về. Bây giờ nói vấn đề nhiều đối tượng đó, cũng có rất nhiều câu hỏi của quý vị liên quan tới vấn đề quan sát nhiều đối tượng, bởi vì nó mình quý vị chưa quen đó. Thì trong này có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Thì cái nguyên tắc là nên như thế này: từ trước giờ là mình chỉ quan sát một đối tượng mà thôi. Ví dụ mình quan sát phòng xẹp, quan sát hơi thở chẳng hạn, vô ra chỗ này chẳng hạn, tâm mình nó có khuynh hướng ưa ở trong này hoặc ở này, nó không có mở ra và nó quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Những cái phương pháp mà sư học hồi xưa với thầy của sư Ngài Hòa Thượng Kim Điệu là chỉ ở trong phòng xẹp. Khi nào mà tâm suy nghĩ tới biết suy nghĩ để trở lại phòng xẹp, chấn động biết nghe nghe trở lại phòng xẹp. Thì quý vị thấy khi mà mình có được cái thói quen như mình có cái thói quen như vậy thì đối tượng khác tới mình không chấp nhận. Mình chỉ biết cái phòng xẹp mà thôi. Khi có câu chuyện gì mình cũng trở lại trong cái phòng xẹp. Hay là gặp những cái trường hợp mà khó khăn cái gì đó là tự nhiên, nghĩa là trở lại đề mục chính, trở lại đề mục chính. Thì quý vị thấy mình tập một lát là tự nhiên mình giữ có một đề mục vào. Mà cái thiền định là sao? Thiền định là một đề mục này. Không biết, không hiểu tâm, không biết cách quan sát tâm, chỉ có một đề mục thôi, và chú hết tâm vào trong đề mục đó. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị để quý vị mở tâm ra và quan sát vào được, để cái phương pháp thực tập quý vị nó đừng đi qua một cái chuyện khác. Đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà quý vị tập theo thiền định thì quý vị chỉ có một cái đề mục mà thôi à. Đó. Bây giờ vị sư này truyền pháp nói như thế này: thưa thiền sư, con ngồi thiền chánh niệm, con không quan sát một đề mục nào đặc biệt hết trơn. Hồi trước thì con vô ở trong hơi thở hoặc giao phòng xẹp, mà con để tâm yên để xem tâm biết đối tượng nào. Con chỉ ngồi yên và xem thử tâm con nó biết đối tượng nào. Đối tượng nào đến thì con ghi nhận như vậy. Đôi khi thì hơi thở, đôi khi thì tiếng động, đôi khi thì tiếng tim đập, vân vân và vân vân. Và con chỉ biết và biết như vậy suốt giờ ngồi mà không biết có được không? Con nói, đúng đấy. Được, tâm mở rộng hay biết các quan và quan sát. Tâm thuần hay biết một cách liên tục khi các đối tượng tiếp nối sanh khởi. Ví dụ như tiếng động chẳng hạn, là bạn sẽ thấy bạn nghe rất là nhiều tiếng động. Và nó cứ tiếp tục hết tiếng này tới tiếng kia. Ở đây mình thấy cái tiếng đồng hồ không? Gần như là liên tục. Thành ra quý vị ở trong phòng xẹp, quý vị tiếng động, phòng xẹp tiếng động, phòng xẹp tiếng động, phòng xẹp tiếng động, là quý vị không ở trong một đối tượng. Tức là tâm quý vị nó mở ra. Tuy nhiên phải nhớ rằng khi chánh niệm yếu, tâm không bắt được một đề mục nào một cách đúng mức, nó sẽ mau chán, yếu và có khuynh hướng chạy lăng xăng. Tâm mạnh bạn có thể liên tục duy trì sự quan sát nhiều đối tượng. Tâm mạnh là tâm thế nào? Là tâm tỉnh táo, tâm không hôn trầm, tâm không phóng. Đó, thì tùy theo mỗi người. Ví dụ như mình ở trong một đề mục trước, rồi mình coi thử cái tâm của mình bây giờ nó yên ổn chưa. Tâm bây giờ gọi là tâm mạnh. Tâm mạnh là nó bây giờ nó tỉnh táo này, nó không có hôn trầm này, nó không có chạy lăng xăng này. Thì lúc bây giờ mình hãy mở ra để mình quan sát thêm nữa. Chỉ như bây giờ mình ở trong hơi thở, mình xem thử mình có nghe được thêm tiếng động nào không. Và nếu mà nghe được tiếng động nào, mình xem thử coi thử mình thấy được cái sự xúc chạm nào không. Mà quý vị biết sao nó làm nó thói quen à? Sư ngồi một cái là sư cũng ở trong phòng xẹp thôi, mà tự nhiên ở phòng xẹp, nhưng mà tiếng đồng hồ này thì không lọt đi đâu được rồi. Nó chạy ra tiếng đồng hồ, rồi hai cái tay sư để như thế này sư ghi nhận được. Thì quý vị thấy ba đối tượng một lượt. Thì mình ở trong phòng xẹp là nó chạy ra cái này, nó chạy ra cái này. Đó là cái thói quen này. Vì vậy mình tập đi, mình tập, mình quan sát lại thì tự nhiên nó có cái thói quen là tâm tự nhiên nó mở ra. Hành giả có thể áp dụng hai cách: khi bạn cảm thấy tâm yếu và chưa có đủ chánh niệm, hãy vô trong cái đề mục chính mà mình đã lựa. Ví dụ mình vô trong hơi thở, vô trong phòng xẹp. Khi tâm đã mạnh, đã có chánh niệm đầy đủ rồi, lúc bây giờ hãy tự động mở ra. Và lúc bây giờ tâm nó sẽ ghi nhận một cách rất là tự nhiên các đối tượng. Như vậy là sự ghi nhận các đối tượng, nó ghi nhận được nhiều đối tượng là do tâm niệm của mình mạnh, chứ không phải mình muốn. Cái khi mà quý vị ngồi đó, sư hướng dẫn, sư nói quý vị có 5 đối tượng. Đây là sư giới thiệu quý vị cách thức quan sát các đối tượng thôi. Ví dụ như bây giờ, ví dụ cái hơi thở chẳng hạn, đừng có đi theo hơi thở vô, đừng đi theo ra. Đó là cái cách để mình nói, để mình chỉ cho người ta cách quan sát. Còn mà khi mà quý vị mà biết rồi đó, là quý vị để yên là tự nhiên cái đối tượng nào tới thì nó biết thôi. Ví dụ như mình ngồi cạnh một người nào đó mà họ rụt rịch hoài, là cái tiếng động đó là mạnh nhất à, trong vai hơi thở. Hoặc giả là tiếng động của đồng hồ chẳng hạn, hoặc giả là mình ngồi chân mình đau rất là dữ, thì cái cảm giác này là mạnh nhất, chứ đâu có phải là mình ở trong hơi thở đâu.
Vì vậy hãy để cho tâm nó ghi nhận một cách rất là tự nhiên. Làm như vậy tâm nó rất là thoải mái, tâm không mệt. Như vậy chúng ta có thể áp dụng hai cách. Hoặc giả thứ nhất là tâm yếu thì vô trong đề mục chính. Tâm mạnh thì mở rộng tâm ra để cho các đề mục khác vô một cách tự nhiên và chúng ta ghi nhận chúng. Do đó là vấn đề tùy theo chánh niệm như thế nào. Có một cái sự nguy hiểm của phương thức mở tâm ra là khi đề mục vô nhiều quá làm tâm nó bị phóng dật liên tục. Đó là lý do tại sao mà ta kêu mình là bắt đầu bằng một đề mục trước là vậy đó. Khi mình không quen, mình để yên để coi thử sao là tâm nó chạy tùm lum tà la. Tâm mình yếu mà. Vì vậy ông thiền sư ông cũng nhắc nhở mình vậy đó, là cái phương pháp mà chỉ để cho quý vị quan sát nhiều đề mục là làm để cho quý vị đừng có ở trong quá nhiều trong một đề mục. Chú tâm quá nhiều trong một đề mục. Bởi vì khi chú tâm nó nhiều nhiều trong một đề mục thì cái định tâm nó mạnh mà chánh niệm không có. Và mình cái tâm của mình nó không có biết cái gì xung quanh nữa. Mấy chuyện mà quan sát nhiều đề mục và sự nhớ ông thầy thiền sư ông kể nói Hòa Thượng Sửu Minh hồi xưa đó, trong khi mà Ngài nói chuyện, Ngài bàn chuyện với Chư Tăng này vậy, đang ngồi nói chuyện vậy, tự nhiên Ngài nói, đừng nói nữa, có người đi vô thiệt. Ông thiền sư thầy của sư ông nói, hồi đầu tôi không biết, tôi tưởng chắc là Ngài có thần thông mà. Sau khi tôi tập với Ngài, rồi tôi trình pháp với Ngài, tôi nghe Ngài giải thích, tôi mới hiểu rằng là cái tâm của một người tập thiền tứ niệm xứ không bao giờ nó focus vào một cái điểm nào hết trơn. Ngài ngồi nói chuyện với Chư Tăng, bàn chuyện chùa chiền mà tâm của Ngài vẫn mở ra, vẫn để ý như thường mà tâm vẫn còn biết những cái chuyện khác nữa. Vì vậy khi mà chiếc xe của cái người thí chủ ra vô đó, là Ngài nghe tiếng xe chạy là Ngài biết sắp sửa có người vô. Nhất là Ngài, cái người đó là bà đó là có chiếc xe, là Ngài nghe cái tiếng là Ngài biết là chiếc xe gì, của ai rồi. Thì mình cũng có thói quen vậy, ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện gì mà nghe tiếng xe chạy vô thì mình biết tiếng xe chạy vô, mà đằng này là bên Myanmar là lúc đó bây giờ xe rất ít, chỉ có bà đó có chiếc xe hơi thôi. Thì khi nghe tiếng xe hơi mà chạy vô là Ngài biết là bà vô. Đôi khi bà vô, bà lấy tiền hay là người ta cúng dường mà đem bà cất trong nhà băng cho chùa. Thành ra không phải là do thần thông, mà ông nói rằng là tại vì cái tâm của Ngài luôn luôn nó mở ra. Nó không bao giờ ở trong một, nó trong không trú trong một. Vì vậy nó làm cái công việc giống như là một cái người mà quản lý một cái nhà hàng vậy đó, supervisor đó, manager đó, đứng trên nó nhìn hết tất cả mọi chuyện. Chứ không phải là nó ở một cái câu chuyện. Cái người mà làm công là chỉ biết làm một chuyện thôi. À, tôi kêu anh làm chuyện này, anh rửa chén giùm tôi, là anh làm, anh dọn bàn giùm tôi, hay là anh khúc giùm tôi, anh nấu giùm tôi thôi. Để làm biết một chuyện à. Còn cái ông mà quản lý là ông đứng trên ông dọn. Thấy chỗ nào thiếu chỗ nào, ngoài trường nhà bếp thì chắc ông làm được thôi, chứ còn thế mà thiếu người dọn dẹp rồi ông sẽ là tự tới tới đó ông làm, hoặc giả là ông điều khiển nhân viên như thế nào để mà cho cái tiệm ăn nó sinh hoạt một cách bình thường. Đó là cái vai trò của người supervisor. Thì cái tâm của mình nó cũng phải vậy. Lúc đầu nếu mình chỉ focus, mình chỉ chú tâm vào một cái, mình sẽ không hiểu gì được câu chuyện đâu. Mà mình phải mở tâm ra để mình quan sát cho rộng rãi thì mình sẽ hiểu là cái tâm nó sinh hoạt như thế nào. Bây giờ có một bài khác nữa cũng nói về vấn đề mà mở tâm ra, nhưng mà cái bài này thì nói rằng là sở dĩ mà mình mở tâm ra được là nhờ có cái mình chánh niệm. Và phương pháp thiền sư dạy là đừng chú tâm. Con thấy điều này hay vì khi chú tâm vào một đối tượng, tâm ưa phản ứng về đối tượng đó. Khi mở tâm ra, bây giờ tâm sẽ quan sát nhiều đề mục khác nhau, vì vậy giải quyết được vấn đề này. Anh này nói rằng là hễ mà khi mà mình chú ý nhiều vào trong một đề mục đó, thì cái tâm mình nó ưa suy nghĩ về đề mục. Nếu mà cái đề mục đó tốt, mình thích đó, tự nhiên mình bấm chìm vào đó. Ví dụ như có một sư cô nói với sư rằng là ngồi theo dõi hơi thở, thấy hơi thở nó nhỏ dần, nhỏ mà hễ mà nó cái thở mà càng nhỏ bao nhiêu là thấy tâm nó thoải mái bấy nhiêu. Đó, quý vị thấy không? Khi mà quý vị ở trong một đề mục là tự nhiên nó xét đoán về đề mục. Nó nói rằng cái đề mục này tốt hay, hoặc giả là quý vị ở trong lâu trong tiếng động thì quý vị tâm quý vị bực bội khó chịu, quý vị cho tiếng động này xấu. Cái này là nó làm nó mình khó chịu chẳng hạn. Vì vậy anh này nói rằng là thưa thầy con để ý rằng là hễ mà mình để ý nhiều, tâm của mình ở trong một đề mục quá lâu á thì mình tâm mình ưa phản ứng về đề mục. Còn ngược lại bây giờ mình mở ra, mình chỉ biết một chút, biết một chút, biết một chút, biết một chút thì tâm nó không phản ứng chút nào hết trơn.
tránh được cái vấn đề này? Trả lời, cũng có thể, nhưng sự thực tập không khuyến khích, hãy không khuyến khích hành giả phải cố gắng hay ghi nhận cho được nhiều đề mục khác nhau. Đó, quý vị thấy không? Nãy giờ mình nói là phải ghi nhận cho được nhiều đề mục, ông nói không, tôi không khuyên quý vị cố gắng để ghi nhận nhiều đề mục. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một đối tượng để cho chánh niệm được mạnh. Khi chánh niệm mạnh rồi thì tự nhiên hành giả sẽ nhận ra hai hay ba đối tượng cùng một lúc. Thấy được nhiều đối tượng là nhờ là sao? Là nhờ phẩm chất của chánh niệm cao. Khi hành giả không chạy theo đối tượng, không bám vô đối tượng, ghi nhận được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi chánh niệm bén tâm mạnh thì tự nhiên bạn sẽ thấy nhiều đối tượng cùng một lúc. Như vậy cái sự kiện mà thấy nhiều đối tượng cùng một lúc là do niệm của mình mạnh, chứ không phải mình cố gắng mình làm vậy. Người ta hiểu lầm là thấy nhiều đối tượng nghĩa là sao, là nhìn đối tượng này, ví dụ như hơi thở trước, bỏ hơi thở quan sát cái âm thanh, bỏ cái âm thanh là tiếng động quan sát cái sự xúc cảm. Không phải làm như vậy. Cái đó là không phải mở tâm ra, cái đó là mình vẫn còn focus, mình vẫn còn giữ từng trong từng đề cái đề mục một. Một điều khác nữa, khi hành giả hiểu rằng đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, cái này là rất là khó hiểu đối với hành giả sơ cơ này. Một điều khác nữa, khi hành giả hiểu là đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, bây giờ chỉ để ý tới tâm thôi. Khi để ý tới tâm, tức là tâm biết, đối tượng của các căn sẽ xuất hiện một cách tự động. Khi anh chị em tập thiền lúc đầu là anh chị em để ý tới cái đối tượng thôi. Là ví dụ như mình để tới ý tới tấn động được, phải không? Bây giờ khi tập một thời gian rồi đó, mình đừng có thèm để ý tới đối tượng nữa, tức là tấn động nữa. Mình để ý cái tâm mình đã đang biết tấn động. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái biết nó đã có tấn động trong rồi. Nếu mà không có tấn động thì biết cái gì? Ví dụ như bây giờ đó, sư nói quý vị nghe, có vậy không? Quý vị nghe tức là quý vị đang biết tấn động. Phải nghe tức là biết chứ, phải nghe, phải biết cái gì đó mới gọi là nghe chứ. Là chỉ hễ mà đó nó nghe thì phải có tiếng động. Khi tới một giai đoạn nào, lúc đầu mình chỉ để ý tới đối tượng là tiếng động thôi. Bây giờ mình biết rằng có tiếng động này là phải có cái nghe. Và cái nghe trong cả mặt, hễ mà để ý tới cái nghe này là sẽ không cần phải để ý tới đối tượng là tiếng động nữa. Và khi mà để ý tới cái nghe này là tất cả các đối tượng khác nó sẽ mở rộng ra đó. Tức là anh chị em sẽ từ 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 đi vô trong đối tượng mà mình nhảy qua tâm đó. Tâm này là tâm biết đó. Vì vậy ông nói rằng hễ hành giả hiểu rằng tới một giai đoạn đó mình tập, mình hiểu rằng trong cái nghe đã có đối tượng là âm thanh trong đó rồi, trong cái thấy đã có cảnh sắc trong đó rồi, thì bạn chỉ cần để ý tới tâm nghe và tâm thấy thì bạn sẽ thấy tất cả các đối tượng khác nó cũng xuất hiện cùng một lúc nữa. Mà sư nói là đây là cái này là mình phải tập một thời gian mình mới hiểu, còn lúc đầu nó hơi khó. Khi hành giả chú tâm vào một đối tượng, tâm sẽ có thì giờ suy nghĩ về đối tượng, suy nghĩ sai, phản ứng sanh lên. Khi không chú tâm, chánh niệm quan sát đều tất cả các đối tượng thì tránh được điều này. Tôi rất sợ khi hành giả chạy theo từng đối tượng một. Thưa thiền sư, khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì con thấy có định ở trong này. Đó, đây là một để trả lời một cái câu hỏi của một vị này. Làm sao mà trong chánh niệm mà có định được? Khi để tâm chánh niệm, đây là câu hỏi à, khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì con thấy có định ở trong này. Trả lời, vâng, dĩ nhiên khi có chánh kiến thì có tâm định. Tại sao vậy? Tại vì khi tâm có chánh kiến, nó sẽ không bám vào đối tượng hay xua đuổi đối tượng. Hành giả nhận rõ đối tượng là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Suy nghĩ như vậy cho nên tâm chấp nhận đối tượng, tâm chấp nhận rồi, tâm yên ổn. Lúc bây giờ định có mặt. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của vị hành giả trình pháp mà nói rằng là tôi nghe tiếng người ta ngáy tôi rất là khó chịu này. Lúc đầu mình nghe thì mình nghe mình chỉ để ý tấn động thôi. Nhưng mà một lát đó, quan sát được tâm khó chịu. Vị hành giả này trình nói tôi quan sát tâm khó chịu. Khi quan sát tâm khó chịu rồi, khó chịu bắt đầu nó hết rồi, thì tôi để ý tới tấn động nó lên xuống. Nó không phải là một tấn động. Tiếng ngáy nó khi to, khi nhỏ, khi lên, khi xuống. Nó trầm, nó bổng. Chắc chắn dĩ nhiên là không hay rồi, nhưng mà nó trầm, nó bổng, nó lên, nó xuống, nó thay đổi. Như vậy thì anh chị em thấy trong trường hợp này không còn nói là ngáy nữa, mà lúc bây giờ là tiếng động thôi. Mà hễ mà mình chỉ quan sát tiếng động thôi, tức là trong này nó có trí tuệ, có chánh kiến, có chánh niệm, có chánh kiến, thì tự nhiên tâm yên là có định. Chứ nói vậy quý vị hiểu không?
Cái định nó khởi sanh tại vì sao? Tại vì trong cái chánh niệm nó có chánh kiến. Mình duy trì chánh niệm và mình nhận ra rằng nó cái này nó chỉ là đối tượng mà thôi. Cũng giống như hồi nãy sư cô giải thích, có một sư cô đó, sư cô ngồi rất là nóng, khó chịu vô cùng. Trời nóng mà, lúc đầu nó bức xúc, nó bực bội lắm. Nhưng mà rồi làm sao? Mình là sư cô mà, mình đâu có cổ y, cổ áo là mình mặc áo thun mình ngồi được. Lúc bây giờ cô đấy, tôi lấy cái nóng làm đối tượng. Tôi nói, cái quan sát cái tâm khó chịu trước, khi tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, lấy cái nóng làm đối tượng. Nóng, cái đối tượng đó và hơi thở giống nhau. Thành nóng, hơi thở, nóng, hơi thở, nóng, hơi thở, hay là khó chịu, hơi thở, khó chịu, hơi thở. Lát cái cuối cùng không hết, hết nóng, không thấy nóng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó chấp nhận cái nóng này là đối tượng mà. Vì vậy, trong cái niệm, nó có cái chánh kiến, có trí tuệ. Khi niệm có chánh kiến, có trí tuệ, tự nhiên có định. Ví dụ như đau nhức, khi hành giả hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm của bạn không đối kháng, không rực rãi với cái đau. Tâm yên ổn chấp nhận, định tâm đang có mặt. Khi đau nó khởi sanh, bạn quan sát đau, tức là bạn có chánh niệm. Và bạn nhận ra rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Như vậy là bạn có trí tuệ, có chánh kiến. Mà hễ mà có trí tuệ thì tự nhiên tâm không còn phản ứng, đau còn đó mà tâm không có rực rãi, không khó chịu nữa. Và tâm không rực rãi, khó chịu là tâm yên. Tâm yên là bạn có định. Như vậy hễ có chánh niệm, có chánh kiến là tự nhiên định tới. Có hai loại định. Định của thiền Samatha tức là thiền định, và định của thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ. Định của thiền chỉ hay thiền định Samatha, lúc hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm hết vào đối tượng đó, tâm của bạn sẽ rất an định. Tâm định nhờ chú tâm. Khi chú vào một đối tượng, tâm không suy nghĩ được, cho nên tâm bây giờ lắng xuống, do đó bạn cảm thấy yên. Như vậy cái cách thức tập thiền định là chú tâm hết sức vào trong đối tượng. Khi chú tâm vào trong đối tượng nhiều rồi thì cái tâm của mình nó không có dịp để suy nghĩ nữa. Nó phải ở trong đối tượng đó thôi. Mà khi nó không suy nghĩ được thì tâm nó càng lúc nó càng lắng xuống và nó yên. Như vậy là cái định này nó đến từ cái sự chú tâm. Ngược lại trong thiền tứ niệm xứ, định tâm khởi sanh nhờ bạn có chánh niệm và có chánh kiến hoặc chánh tư duy. Tâm hành giả suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, cho nên tâm yên, tâm chấp nhận. Một số người hành thiền và nói với tôi là thiền mở mắt họ không thiền được, mở mắt làm cho định tâm mất. Tôi hiểu ngay vị này có được định tâm nhờ thiền Samatha, tức là thiền định. Vì một người mà tập thiền định á, thì họ phải chú tâm rất là dữ. Mà khi mà mở mắt ra đó, cái cảnh sắc nó rất là mạnh. Cái đối tượng ở bên ngoài nó mạnh quá, làm cho họ bị chia trí. Mà khi họ chia trí, họ không tập trung được ở trong đối tượng, do đó họ cảm thấy định tâm tuột. Thì ông thiền sư này cũng nói rằng là hễ khi mà người ta nói rằng là tôi ngồi thiền tôi mở mắt không được, tôi phải nhắm mắt thôi, vì mở mắt tâm tôi nó loãng, nó không có định. Thì ông nói rằng là những cái người này tập thiền là có định được là nhờ chú tâm. Tức là cái định nó đến từ Samatha. Tôi suy nghĩ vị này tại sao vậy? Khi mở mắt đối tượng của cái nhìn rất mạnh, nên vị này không thể tập trung 100% vào đối tượng mình muốn, như hơi thở chẳng hạn. Không chú được hết sức vào đối tượng mình muốn, cho nên định tâm mất. Vì vậy vị này nói rằng tôi định tâm của tôi yếu. Ngược lại, đối với một người tập thiền Vipassana, cảnh sắc cũng là đối tượng, có thể quan sát nên không mất định tâm. Người tập thiền định gặp nhiều khó khăn, nếu trong khi đang thiền mà rục rịch hay phải nuốt nước miếng, những hoạt động này làm chia trí, cho nên họ không muốn, họ chỉ muốn chú tâm vào hết vào đề mục đã ấn định là hơi thở hay là bất cứ một cái gì. Vì thấy không, ngay cả cái chuyện mà nuốt nước miếng cũng sợ nữa. Bởi vì nuốt nước miếng, cái tâm nó để ý tới chỗ đó là tâm định nó xuống. Vì vậy cái người mà tập thiền định họ ưa tới cái chỗ vắng lặng, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Cái chỗ động người ta tập được, tập được là tại vì sao? Tâm định nó yếu, nó bị loãng đi bởi vì những cái hoạt động ở bên ngoài. Tâm lo lắng vì phải không cẩn thận để định tâm mất. Loại định tâm này không áp dụng được trong đời sống thường nhật. Khi ngồi thiền có định, thả ra đứng dậy là mất hết tất cả tâm định. Có một hành giả trình là vị này có định tâm mạnh lúc đi thiền hành. Trong khi đi tới đi lui đó, thiền hành, định tâm rất là mạnh. Nhưng khi tới gần cửa, nhìn vô lỗ khóa để mở cửa thì định tâm mất. Tại vì khi bận nhìn vào lỗ khóa, định tâm không còn nữa. Vì người này khi tập thiền định, khi tập thiền thì hơi chú tâm 100% vào đối tượng. Bây giờ mở mắt ra để ý tới đối tượng khác là cái định tâm nó tụt xuống.
Vì vậy thiền định qua vậy cho rất là khó tập trong phải chơi à. Quý vị thấy không? Cũng công phu ghê lắm, lơ mơ là mất à. Vì vậy nếu mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày và chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta giao thiệp, tốt nhất là tập thiền tứ niệm xứ. Bây giờ sư coi còn cái gì nữa. Đó là những cái phần trình pháp ngày hôm nay sư có dịp sư giảng giải thích thêm. Bây giờ sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà sư nghĩ rằng là đa phần chúng ta gặp trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là khi có một cái chuyện mà gì mà buồn mà khổ mà trái ý nghịch lòng á, thì mình ưa đem tới mình chia sẻ với người khác. Quý vị nghe cái lời trình pháp này. Thưa thiền sư, mấy lúc gần đây, cái ông mà trình pháp là một ông sư, con có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con. Nhưng con dùng tư duy và suy nghĩ rằng chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mặc dù tư duy như thế, tâm vẫn chưa có sự chấp nhận, tâm vẫn chưa buông bỏ. Khi câu chuyện trảo trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội rất dữ về đối tượng. Khi mà tôi thấy là cái chuyện mà tâm tôi nó khó chịu bực bội vì cái đối tượng đó, thì tôi nhắc tôi rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Mà tôi thấy rằng cái nhắc hiện tượng tự nhiên nó chưa có suy nhê chút nào hết trơn. Bữa nào gặp đối tượng nó vẫn bực bội lại như thường. Như vậy là chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não này xuống, chứ thật sự mình chưa buông bỏ, chưa tha thứ chút nào hết trơn. Khi mà cái đối tượng nó xuất hiện trở lại, hoặc giả tâm tôi suy nghĩ về đối tượng là tôi thấy tôi bực bội, tôi khó chịu. Như vậy những lần trước tôi nói là tôi tha thứ, tôi buông bỏ, vì đó là những hiện tượng tự nhiên, điều đó không đúng chút nào hết trơn. Bây giờ tôi thành thiền, tôi mới thấy một cách sâu sắc như vậy. Trả lời: tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi niệm định tuệ mạnh có mặt trong tâm. Niệm định tuệ yếu không chấp nhận gì hết đâu, bạn đừng có tưởng. Nghĩa là bạn chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi có niệm, có định và có tuệ. Tuệ giác nó dạy mình cái gì đó thì mình mới có sự chấp nhận. Và nếu mà không có thì không chấp nhận gì hết, bạn chỉ đè nén xuống mà thôi. Thưa thiền sư, nhưng có những trường hợp ngược lại, tâm con có thực sự có sự chấp nhận, có sự buông bỏ. Vì khi suy nghĩ nhớ lại, tâm không hờn, không giận chút nào cả. Tâm bây giờ tự do, tâm bây giờ rất nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ, nói rằng đó là những hiện tượng tự nhiên, thôi bỏ qua, không cần gì hết, mà cũng không thấy đau khổ, không thấy phiền não. Ông cũng phân tích trong thực sự thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mặc dù tôi đã nói rằng là hiện tượng tự nhiên, mà khi mà tôi nghĩ tới đối tượng, tôi vẫn còn bực bội, tôi vẫn còn sân hận. Còn trường hợp thứ hai, không biết tại sao mà tôi chấp nhận được rất là dễ dàng. Vì vậy khi mà tôi nghĩ tới đối tượng, tôi không còn bực bội nữa. Tôi không cần phải suy nghĩ gì hết trơn. Nó tự động nó tha thứ, nó tự động nó bỏ qua cho đối tượng. Trả lời: tâm lý thông thường của chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát, học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm. Ông sư này trình bày nó có hai chuyện. Khi mà người ta nói cái gì mà đụng tới tôi á, tôi bực bội, tôi khó chịu ghê lắm, tôi nhắc nhở tôi rằng là nó là những hiện tượng tự nhiên thì tâm tôi nó dịu xuống. Tôi suy nghĩ rằng người này là một cái người mà mình họ họ có một cái tâm mà rất là ngỗ nghịch, họ muốn làm những cái chuyện mà là trái ý nghịch lòng cho mình, họ xung khắc với mình, thôi bỏ qua đi. Mặc dù tôi suy nghĩ như vậy mà khi mà tôi nhớ lại là tôi vẫn bực bội như thế. Và có những cái trường hợp tôi tha thứ rất là dễ dàng. Thì ông thầy sư ông nói này, sư phải nhớ một điều nghe. Những cái trường hợp mà khó khăn như vậy, những người mà làm cho mình bực bội khó chịu á, trên nguyên tắc á, không ai muốn. Người ta chỉ muốn cái chuyện gì mà tốt mà thôi. Tâm lý thông thường của chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng ngược. Nhưng mà thật ra khi mà tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những cái kinh nghiệm thích thú này. Để làm gì? Để học hỏi, quan sát và rút tỉa kinh nghiệm nữa. Như vậy là ví dụ như chẳng hạn hồi nãy mình nói cái chuyện mình ngồi nằm gần một cái người mà ngáy rất là dữ trong khi mình đang muốn ngủ, hoặc giả mình đi sau lưng một cái người mà rất là thúi, thì đây là những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng mình không muốn này. Nhưng mà có phải là nhờ vậy mà mình rút ra những bài học và rút tỉa những cái kinh nghiệm trong cuộc sống không? Vì vậy ông nói rằng là sư trình bày là sư nói rằng có những cái trường hợp mà sư tha thứ dễ, đây là những cái trường hợp dễ dàng cho sư này. Còn ngược lại có những trường hợp sư không tha thứ được, sư không buông bỏ được, thì sư phải nhớ rằng đấy cũng là trường hợp rất là tốt nữa.
Hãy lấy những cái trường hợp này để học hỏi, để rút kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại, nó ưa xua đuổi, ưa tránh né và không muốn đối đầu với những đau khổ. Khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ đối tượng mà thôi. Thưa thiền sư, một đôi khi đau khổ quá chịu không nổi, phải nói ra với ai đó để xả bớt cái sự căng thẳng trong người. Trả lời, làm vậy bạn đang chia tội với người khác đấy. Người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não của mình, vì vậy mới gọi là chia tội. Vì thế cái chuyện này mình làm mỗi ngày, mình bực bội một cái người nào đó, một ông sư, một bà vái, là một cái người nam, người nữ nào đó, là mình đem đi mình nói à. Mình nói rồi bà kia cũng đã lắm, ừ, tôi thấy cái bà nó cũng vậy đó. Đó, hai người cùng chia tội với nhau nữa cái gì. Thay vì nói xa thú mà làm thay chuyện tốt, mà xa thú cái chuyện tội đó. Tại vì sao? Tại bà đó bà đang sân, phải không? Vì cái cô đó là cái bà đó, là vì ông sư, là cái bà sư cô nào đó. Rồi bây giờ mình cũng hùa có nữa. Đúng rồi, tôi thấy bà nó cũng vậy là ú, thôi. Gọi là chia phiền não, là chia tội đó. Mà anh chị em có thấy không? Mình làm mỗi ngày à. Mình mà hễ mà gặp cái chuyện gì mà ở chùa mà lộn xộn là bốc điện thoại kêu sư nói. Trời ơi, ông sư đó làm vậy, ông sư đó là lúc bây giờ là sư làm thinh, sư nín 100%. Bởi vì mà sư mà nói gì vô một cái là sư chia tội với người ta đó. Lúc bây giờ chỉ có một cái thái độ duy nhất là làm thinh thôi, đừng có nói gì hết trơn. Hễ bất cứ mình nói cái gì mà mình thuận theo cái người đang nói xấu về đối tượng nào đó đó, mình đang chia tội với người ta đấy. Tại sao mình chia tội này? Cái người này bị người khác nói xấu, tức là do cái nghiệp của họ trong quá khứ, phải không? Vì họ tạo một cái nhân gì đó, do đó mình bị người ta nói xấu, người ta vu oan, hay là người ta làm những cái chuyện cho mình bực bội khó chịu. Mình không chấp nhận điều đó, mình không hiểu cái luật nhân quả, mình bực bội, mình phản ứng, mình nói người này xấu, người kia xấu, mình phê bình, mình chỉ trích, làm đang tạo một cái nhân mới. Bởi vì cái người đó mà không nói mình thì người khác vẫn nói như thường à. Cái trường hợp mà quý vị thấy cái đứa con là rất là rõ này. Ai mà chửi mình á, mình không giận, cho mà con mình chửi mình giận dữ lắm, phải vậy không? Nhưng mà thật ra mình, tại sao mình giận nó? Mình nếu mà mình hiểu nhân quả nghiệp báo thì mình phải biết rằng là cái đứa con này mà nó không chửi mình thì người khác cũng chửi thôi. Chính cái nhân bất thiện trong quá khứ mà mình đã tạo, mượn cái miệng của thằng con mình để nó chửi mình, và nó chính nó đang tạo một cái nghiệp ác mới đó. Chửi cha mẹ mà là cái này muốn nghịch đại tội rồi, đừng giỡn chơi. Thì đáng lẽ là mình phải thương con mình cho mình không ghét nó, mình phải là làm thinh và mình cảm thông với nó, chứ mình đừng có bực bội, mình đừng có suy nghĩ rằng con tôi đẻ ra mà nó dám chửi tôi, hay là nó đối xử tôi tàn tệ như vậy kia cái nọ. Đó là câu chuyện nó đang xảy ra trong gia đình sư là vậy đó. Mà bây giờ mình nói một cái gì nữa thì cho cái người mà đang đau khổ đó họ vơi bớt, thì mình phải nói xấu cái người kia. Mà khi mà mình nói xấu với người kia là cẩn thận đấy, mình đang chia tội với người ta đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy. Khi một cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, mình đổi đối tượng, quan sát đối tượng trung tính, tức là bạn trở lại đi với hơi thở của bạn. Bây giờ nó mạnh quá mình chịu không nổi mà mình quan sát không được mà, thì thôi bây giờ trở lại phòng xếp, trở lại hơi thở. Khi tâm tương đối ổn rồi, hãy quay trở lại quan sát những cảm xúc, những suy nghĩ và cảm giác. Nhờ vậy thì cái tâm mình bắt đầu yên, và khi tâm mình yên rồi thì mình không đi nói cái gì nữa hết trơn. Thưa thiền sư, sự việc quá lớn, có những chuyện quá lớn, những chuyện quá quan trọng, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra cho thấy bất khổ. Ông thiền sư ông nói là đừng có nói ra. Nói ra mà người ta mà đồng ý với mình là mình phải họ chia tội với mình đấy. Mà ông này ông nói dạ không, có những chuyện mà gọi là lớn quá, là bức xúc quá, chịu không nổi, phải nói à. Không nói thì chịu không được. Trả lời đúng ra là không bớt gì đâu, nói ra cho bớt khổ. Mà ông nói không, không bớt chút nào hết. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện, càng nhớ càng thêm khổ thôi. Đây là thói quen xấu mà chúng ta phải bỏ. Khi mỗi lần bạn nói thì bạn phải nhớ lâu, và câu chuyện đau khổ sẽ được tô đậm nhiều lần, và bạn nhớ càng lúc càng nhiều nữa. Hết giờ rồi chứ gì nữa. Đọc tiếp không quý vị? Chút nữa ha. Thì quý vị thấy không? Đây là cái chuyện mà nó mình gặp ở trong cái đời sống hàng ngày của mình này. Thế mà
ai mà phê bình chỉ trích rồi nói xấu mình hay làm cái chuyện gì mà sai trái là mình đem mình nói cho người khác. Và khi mà mình nói cho người khác thì mình mong người khác cũng đồng cảm với mình, cũng nói cái gì. Mình không biết rằng là hai người đang chia tội với nhau. Thay vì nói chỉ xa thú thì không biết nói chỉ gì, ngược lại có cái chữ nào mà nghe là xa thú chắc là chuyện tốt ha, mà chuyện xấu là không biết phải nói xu thá là sao đây. Sư nói với tôi rằng chuyện quá lớn và chuyện quá nghiêm trọng. Thế nào là quá lớn và quá nghiêm trọng đây? Lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì để yên như vậy thôi. Mình có thể nhờ người khác giúp giải quyết những khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ của mình kể lể than vãn cho người khác. Nó vô ích, nó chỉ làm cho mình thêm khổ. Và một cách vô tình, mình đã khuyến khích người khác tạo một cái ác nghiệp. Mình đang tạo một cái nhân ác mới này. Tại vì người ta nói chuyện đau khổ cho mình, người ta làm những cái chuyện làm cho mình bức xúc này, là do cái nghiệp trong quá khứ, là bây giờ mình không chịu. Rồi mình còn tới mình nói nữa, bà kia ngay mình nói cũng tuôn vô, nói theo nữa. Hai người toàn nói chuyện xấu không. Tôi muốn biết hành giả tập bao lâu rồi mà sao không chịu được, mà không chịu quan sát tâm mà đi kể cho người khác. Dạ thưa thiền sư, có quan sát nhưng chuyện lớn quá bắt buộc phải nói cho người khác cho bớt khổ. Trả lời, nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, cảm xúc quá lớn, bạn hãy lựa một đối tượng trung tánh như hơi thở và an trú tâm vô trong đó, quan sát một cách liên tục giúp cho tâm yên xuống. Bây giờ đã có một cái câu chuyện tới làm cho mình suy nghĩ rất là dữ, cảm xúc mình rất là mạnh, thì ông khuyên bây giờ đó thư giãn đi, trở lại vô trong hơi thở của mình, trở lại vô trong phòng xẹp, quan sát hoài đi, sát cho tâm nó yên rồi. Khi quan sát tâm yên rồi, bỏ cái hơi thở, đi trở lại câu chuyện, suy nghĩ trở lại câu chuyện. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó yên rồi, mình sẽ thấy rằng cái chuyện mà nó xảy ra thật ra không có nghiêm trọng như mình nghĩ, mà tại vì mình cho nó quá nghiêm trọng, cho đó mình phản ứng rất là dữ. Tôi muốn nhắc chung, khi tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quan sát trở lại. Khi tâm yên nhờ mình quan sát cái đối tượng là hơi thở rồi đó, thì bây giờ trở lại cái câu chuyện cũ, mình sẽ thấy cái tâm mình như thế nào. Khi tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quan sát nó, tức là quan sát cái cảm xúc. Tôi muốn nhắc chung cho các vị, khi có một kinh nghiệm xảy ra khổ hay lạc, buồn hay vui, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà sẽ xem qua kinh nghiệm ấy chúng ta có rút tỉa được những bài học nào không. Dạ thưa, có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Trả lời, nếu thế thì tâm hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn bớt khổ, chứ không phải gặp chuyện nói rằng khổ quá phải đi nói cho người khác. Ông nói mình tu tập, mình trải qua rất là nhiều kinh nghiệm đau khổ trong cái đời sống tu tập của mình hay trong đời sống hàng ngày. Mình chưa quan sát, mình duy trì chánh niệm, mình có học được cái gì không? Thế khi mà có cái câu chuyện tới, mình cái thái độ của mình như thế nào? Khi mình rút tỉa được bài học mình học được rồi đó, lần sau nó sẽ tới nhưng mà không đến nỗi quá nặng. Thưa thần sư, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ, đó câu chuyện mình nặng là tại vì đó. Còn ngược lại, cái người này là một cái người lớn, có thể là tuổi tác hạ lạp vai vế mà ăn nói những cái câu như vậy, không thể nào chấp nhận được. Bởi vì vậy tôi mới nói với thiền sư là nó có quan trọng, là bởi vì ông này là ông trụ trì, ông này là ông trưởng lão, ông cao hạ mà ông nói tôi những cái câu như vậy. Ông phải hiểu rằng là tôi đã ở trong chùa này lâu năm, tôi cũng đã giúp cho chùa cái nọ, mà ông nói tôi những cái câu, đáng lẽ là ông là chủ chùa, ông là thiền sư, ông là trưởng lão, ông phải hiểu chứ. Mà tại sao ông nói những cái câu xin lỗi stupid như vậy? Tại sao bạn đem trẻ già cao thấp vô trong này? Ông thực sự hỏi trở lại. Trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế của thế gian mà thôi. Về phương diện chân đế, phiền não giống nhau cả. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm những điều sai trái. Nhưng mà không, họ vẫn làm điều sai trái như thường. Bạn đừng có nghĩ rằng những người này là lớn hạ này, đây là một người tu hành này, đây là một người có trách nhiệm ở trong chùa, phải biết giải quyết cái vấn đề. Chứ không phải là có những cái thái độ như vậy, hay là không phải là một cái người lớn như vậy mà ứng xử với tôi như vậy. Không, đừng đem cái đó vô. Lớn nhỏ không thành vấn đề. Hễ mà họ phiền não rồi thì họ sẽ làm mọi chuyện như những cái người mà phiền não thôi. Ông trụ trì đôi khi ông cũng nổi sân vậy, phải không? Mà khi mà ông nổi sân rồi ông quạt hết tất cả mọi người. Hoặc giả là có vị không nói ra làm thinh,
Nhưng mà khi đụng trận cũng rất là dữ trong cái trời. Vì vậy mình nói rằng vị này lớn, vị này người tu hành, đó là mình xét theo cái cảnh tục đế. Còn nếu người đó không tu mà người đó không có tập, người đó phiền não thì lớn nhỏ gì phiền não giống nhau hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.